bác nha. Hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến các bác hai mẫu nước hoa này. Hôm nay em dọn kho em xả nốt cho các bác nước hoa có giá là 350k nhé, đồng giá hai lọ. Một lọ có giá là 350k. Hai mẫu này đều là mẫu em đã chọn tuyển chọn rồi nhá. Mùi hương nam tính này, cuốn hút này. Lọ đầu tiên này. Lọ nước hoa thiết kế lọ trắng trong này, nắp đen nhé. 100ml các bác ạ. Lọ này 100ml ạ. Mùi hương rất là thơm nhé. Mẫu này em đều thử hết rồi. Mùi rất thơm. Toàn mẫu tuyển chọn thôi ạ. Còn sót kho có 2 lọ thôi. Có giá là 350k một lọ. Tiếp đến một lọ màu thiết kế này, vỏ da 100ml nhé các bác nhé. Mùi nam tính mạnh mẽ này. Đấy. Giá 350k. Thiết kế sang chảnh vỏ da này. Một trăm mil. Giá xả kho mới có giá 350k bác nhé. Em dọn kho nốt hai chai này. Xả nhanh cho các bác này. Chứ bình thường em bán cái lọ này là 750k. Lọ màu vàng, lọ này lọ màu đen này. Bác nào mua hàng thì liên hệ em Thảo này. 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.